Hello, chào tất cả mọi người, chào quý anh chị và mọi người đang theo dõi và xem video của em. Này em tiếp tục giới thiệu với mẫu nhà đặc biệt nhất mà anh em đội thợ mình đang thi công, và đến thời điểm ngày hôm nay là đã xong rồi. Này bên bê đội bê tông thì ra đổ phần mái nữa là xong nhá, còn anh em mình sẽ rút đi công trình tiếp theo. Và hiện tại bây giờ như mình đang nói về cái phần khung của ngôi nhà này. Ở phần khung ngôi nhà này là mẫu nhà một gian hai trái này, không trốn cột chứ, có đầy đủ cột xà và những cái diềm chắn gió này, có bẫy này có này, và diềm từ Phật tử lên có này, chạm trổ hoa văn hết. Và mẫu nhà này là mẫu nhà trồng đấu, được trồng hết này, bên trái cũng trồng đấu hết này, và bên mái chính trồng đấu hết này, và trên bên trên cầu đầu trồng hết. Anh em mình thi công đến thời điểm hôm nay là được 20 ngày rồi. Mẫu này thì khá là cầu kỳ, đấu nhiều quá. Còn về hình thức của nhà này thì là chỉ khác đúng là cái trồng đấu thôi. Còn những mẫu nhà khác thì là chuyển đơn, chuyển đoạn. Đấy, ở phía trên cầu đầu này có trồng khá là nhiều đấu luôn này. Còn màu má hoa văn thì hoa văn nổi. Đấy. Còn nhà này gian cách gian thì là 3m2 hết, trong lòng cũng 3m2, còn nách thì 2m. Nên khoảng cách ở cái dàn trái, cái trụ này thì khá là rộng thoáng nha. Còn nếu mà ai mà làm nhà mà nách với cái dàn mà tính nó không để khoảng cách ở cái trụ này cho nó thoáng ra thì nhìn nhà nó rất bí và xấu nhá. Nên cái cây trụ của một cái cột trụ này nó sát nhau nên nó cực kỳ bí nhà và xấu. Ít nhất là nó khoảng cách là khoảng từ 1m đổ lên thì là nhà nó mới đẹp. Đây ở bên cánh này, bên nách này thì trồng hết. Thì hiện tại như bây giờ mỗi một bên nách này là 6 cái đấu. 6 cái đấu nhé. Đây. Mà hoa văn nổi hết. Và những cái diềm thì chạy hết, nhà này diềm chạy hết bên trên xà. Ở bên lòng thì chạy hết, ở bên phòng này chạy hết này. Và cái nóc là cũng có in chữ nha các bác nhé. Hiện tại thì bây giờ tối quá nên quay mọi người không nhìn thấy được. Màu máu hoa văn là được chạm trổ hoa nổi hết. Đây là cái diềm bên trên xà này cũng được con trụ hoa văn. Nhà này sau sơn giả vân gỗ và những cái hoa văn này thì mình vẽ theo vẽ sơn 3D thì là cực kỳ đẹp nhé.
Rồi bác nào xem video của em nhớ ủng hộ và ấn kênh theo dõi của em nhé. Và bác nào có nhu cầu thích và làm những mẫu nhà sàn như thế này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em ở phía trên màn hình nhé.